Lại nữa, thiện nam tử nói thường học theo Phật là như Đức Tỳ Lô Giá Na, Như Lai thế giới Ta Bà này, từ lúc ban đầu phát tâm tinh tấn không thối chuyển, đem bất khả thuyết thân mạng để bố thí, lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, chích máu làm mực, biên chép kinh điển, tích tụ như núi Tu Di. Vì tôn trọng pháp nên chẳng tiếc thân mạng, hà huống là ngôi vua, thành ấp, xóm làng, cung điện, vườn rừng. Tất cả hết thảy và đủ thứ khổ hạnh khó làm, cho đến ở dưới gốc cây thành tựu Đại Bồ Đề, thị hiện đủ thứ thường thông, khỏi đủ thứ sự biến hóa, hiện đủ thứ thân Phật, ở trong đủ thứ chúng hội, hoặc ở trong đạo tràng, chúng hội tất cả các đại Bồ Tát, hoặc ở trong đạo tràng, chúng hội Thanh Văn và Bích Chi Phật, hoặc ở trong đạo tràng, chúng hội Quyển Thuộc, Chuyển Luân Thánh Vương và Vua Nhỏ, hoặc ở trong đạo tràng, chúng hội Sát Đế Lợi và Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, cho đến, hoặc ở trong đạo tràng, chúng hội Trời Rồng, Tám Bộ Chúng, Người, Chẳng Phải Người, ở trong đủ thứ chúng hội như vậy, dùng âm thanh, viên mãn, như tiếng sóng chấn động, tùy sự ưa muốn của họ, mà thành thục, chúng sinh, cho đến thị hiện vào Niết Bàn. Tất cả như vậy, con đều học theo, như Đức Thế Tôn, Tỳ Lô Giá Na ngày nay, như vậy tự pháp giới hư không giới, tất cả Như Lai trong hết thảy hạt bụi, trong mười phương ba đời tất cả cõi Phật, cũng đều như vậy. Ở trong niệm niệm, con đều học theo, như vậy dù cõi hư không có thể hết, cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể hết, nhưng sự học theo của con đây không khi nào hết được, niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân lời ý nghiệp không nhàn mỏi. Bồ Tát Phổ Hiền lại hướng về Thiện Tài đồng tử nói: thường học theo Phật là như Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai thế giới Ta Bà này. Ta Bà là tiếng Phạn, dịch là kham nhẫn, nghĩa là thế giới này là khổ mà tất cả chúng sinh kham nhẫn thọ được. Sao lại nói là khổ? Vì thế giới này tất cả các pháp đều là pháp nhiễm ô, chẳng thanh tịnh, cho nên rất là thống khổ, khổ nhiều, vui ít, chẳng có sự an vui chân chánh, cho nên gọi là kham nhẫn. Như mặc quần áo mới là vui, nhưng bị bụi bặm dơ bẩn nhiễm ô thì sinh ra phiền não. Và nữa, con người thích nhất là phát tài, nhưng phát tài quá, nhiều khi chết đi cũng chẳng mang đi theo được. Lúc còn sống, thì dù một đồng tiền, cũng tính đến rất rõ ràng. Lúc chẳng có tiền, thì tìm mọi cách kiếm tiền. Kiếm tiền chẳng được, thì trong tâm khởi lòng tham, cầu là khổ. Khi đã có tiền rồi, lại sợ mất đi, đây đều là khổ. Nhưng bạn chẳng cảm thấy khổ khi chết đi một xu cũng không mang đi được. Bạn nói đây là khổ hay là vui? Hai thứ này người trên thế gian ai ai cũng đều hoan hỷ. Tất cả vui đều là nhân của khổ, bất quá bạn vẫn chưa giác ngộ được, cho nên thế giới này gọi là kham nhẫn. Trong thế giới kham nhẫn này, Đức Tỳ Lô Giá Na Phật Như Lai, Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, dịch là thanh tịnh, tức là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ lúc ban đầu phát tâm thấy được cổ Phật thì nhiên đăng, thấy được cổ Phật nhiên đăng rồi thì phát nguyện, tức thời tinh tấn tu hành không thối chuyển, đem bất khả thuyết thân mạng để bố thí, làm đủ thứ sự bố thí. Như khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy được Đức Phật nhìn đăng, thì Ngài dùng thân bố thí. Ngài thấy con đường mà Đức Phật nhìn đăng sẽ đi
qua có nước. Ngài thấy vậy, bèn nằm xuống chỗ có nước, thỉnh mời Đức Phật Nhiện Đằng đi qua. Đây là dùng thân bố thí, dùng thân của mình để giúp đỡ người khác. Theo lối nhìn của một số người thì làm việc này thật là quá ngu si, dùng một tấm ván hoặc dùng khúc gỗ thì được rồi, sao lại phải dùng thân mình nằm trên nước để cho Đức Phật đi qua? Không sai, biện pháp này rất là thông minh. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chẳng nghĩ ra biện pháp này, nhưng nếu Ngài nghĩ ra biện pháp này thì Đức Phật Nhiện Đằng cũng không nhất định thọ ký cho Ngài, vì Ngài có sự nghĩ ngợi, vẫn còn thấy cái thân thể Ngài nằm ở trên nước đúng là sự biểu hiện không còn tướng ta, để trợ giúp lợi ích chúng sanh. Cho nên Ngài hành Bồ Tát đạo này chẳng màng thân mình ở trong nước hoặc trong bùn, trợ giúp Đức Phật Nhiện Đằng đi qua. Còn có những chỗ khác còn nước mà thân không phủ tới, Ngài bèn dùng đầu tóc của mình lót đường. Đức Phật Nhiện Đằng bèn thọ ký cho Ngài nói: ngươi ở đời vị lai sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ vô lượng kiếp đến nay đều dùng thân mạng để bố thí, đời đời kiếp kiếp đều như thế, cho nên hành Bồ Tát đạo rất là viên mãn. Tỳ Lô Giá Na Phật là thanh tịnh pháp thân Phật, thấy khắp tất cả mọi nơi, đây mới là pháp thân của Phật. Pháp thân thì vô tại, vô bất tại, ở khắp mọi nơi, chẳng có một nơi nào mà không có. Tại sao nói chẳng có một nơi nào mà không có? Tại sao chúng ta nhìn chẳng thấy? Nhìn chẳng thấy, có phải là chẳng có chăng? Chẳng phải, chúng ta nhìn thấy hoặc nhìn chẳng thấy, thì Ngài đều đang ở đó, đều đầy khắp tất cả mọi nơi. Cho nên nói, vô tại vô bất tại, ở khắp mọi nơi, đầy khắp pháp giới, tận hư không khắp pháp giới, tức là pháp thân của Phật. Ngài chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng tăng, chẳng giảm, bất cứ nơi nào cũng đều có. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì hành Bồ Tát đạo, vì cầu vô thượng Phật đạo mà đem thân mạng này bố thí, lột da trên thân mình dùng làm giấy, chẻ xương cốt của mình dùng làm bút, chích máu thân của mình dùng làm mực để biên chép kinh điển. Chức đóng cao như núi Tu Di, vì tôn trọng Phật pháp cho nên chẳng tiếc thân mạng của mình. Hào huống là ngôi vua, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từ bỏ ngôi vua, xuất gia tu hành, tôn quý chư thiên tử, giàu có bốn biển, nhưng Ngài từ bỏ để xuất gia tu đạo, xả bỏ đi đất nước, vợ con, xóm làng, cung điện, vườn rừng, tất cả hết thảy mà tu đủ thứ khổ hạnh khó làm mà làm được, khó nhẫn mà nhẫn được, xả bỏ ngôi vua mà xuất gia, tu đủ thứ khổ hạnh, một số người không dễ gì làm được. Cho đến ở dưới gốc cây, cho đến là tóm lược, ở giữa trải qua rất nhiều giai đoạn, như ở tại núi Thuyết, núi Tuyết, ngồi thiền 6 năm, sau đó đến ở dưới cội Bồ Đề thành Đại Bồ Đề. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đương sơ cha mẹ của Ngài, phải 5 người đi theo Ngài tu đạo để hộ pháp, nhưng trong 5 người có 3 người chịu khổ quá không được, bỏ đi đến vườn Lộc Uyển tu đạo. Còn lại 2 người, về sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, thân gầy như củi. Lúc đó có một cô gái chăn dê dâng cúng cho Ngài một bát cháo sữa bò. Đức Phật thọ nhận sự cúng dường của cô gái chăn dê. Hai người họ nhìn thấy bèn nghĩ rằng, thái tử trước kia tu khổ hạnh, bây giờ tự nhiên thọ nhận sữa bò của cô gái chăn dê, chắc không thể tu khổ hạnh được nữa. Do đó hai người này bỏ Đức Phật đi, cho rằng Đức Phật không tu khổ hạnh nữa, cho nên cũng không tu đạo với Ngài nữa.
cũng đi đến vườn Lộc Uyển, cả thảy năm người đều bỏ đi, Đức Phật một mình cũng rời núi tuyết, đi đến dưới cội Bồ Đề. Cây Bồ Đề rất to lớn, có thể che chung quanh khoảng 3 dặm. Đức Phật nhìn thấy, đây là nơi rất tốt, ta sẽ ngồi ở dưới cội Bồ Đề này tu đạo. Nếu ta không thành đạo nghiệp, sẽ không đứng dậy. Do đó, Ngài ngồi kiết già, có một đồng tử cũng mang đến cúng một mớ cỏ cát tường để trải trên tòa ngồi của Ngài. Ngài ngồi 49 ngày, nửa đêm, nhìn thấy sao mai mọc ở hướng đông, quát nhiên khai ngộ, cho nên 3 lần thốt lên, lành thay, lành thay, lành thay. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Tại sao chúng sinh không thể thành Phật? Vì có vọng tưởng, có chấp trước, cho nên không thể thành Phật. Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề, nửa đêm thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, thành đại Bồ Đề, thị hiện đủ thứ thường thông, diệu dụng, sinh khởi đủ thứ, sự biến hóa, không thể nghĩ bàn. Hiện ra đủ thứ thân Phật, thanh tịnh pháp thân, tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân, lô xá na Phật, thiền bắt ức, hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, hiện đủ thứ thân Phật như vậy, cho đến hiện thân Phật, thành Phật trong 10 phương. Ở trong đủ thứ pháp hội, vì chúng sinh thuyết pháp, hoặc vì các đại Bồ Tát thuyết pháp, hoặc vì Thanh Văn và Bích Chi Phật, chúng sinh hai thừa giảng kinh thuyết pháp, hoặc vì Chuyển Luân Thánh Vương và vua nhỏ cùng quyến thuộc của họ, và tất cả đạo tràng chúng hội, gọi là Chuyển Luân Thánh Vương, Luân Thánh Vương, có Kim Luân Vương, Ngân Luân Vương, Đồng Luân Vương, Thiết Luân Vương, Kim Luân Vương thống trị 14 thiên hạ, có 7 thứ báu, đó là: thứ nhất, luân báu, ngồi trên bánh xe báu, còn nhanh hơn là hỏa tiễn, trong vòng 1 tiếng đồng hồ, có thể du hành khắp 4 thiên hạ, làm đủ thứ việc. Luân báu là một phi luân, bánh xe bay, bất cứ trên đất, trên biển, trên không, đều đi được hết, thậm chí trong lửa đều đi được. Thứ hai, vòi báu, vòi trắng báu, Luân Vương cưỡi trên con vòi này cũng chạy rất nhanh. Thứ ba, ngựa báu, ngựa này là ngựa rồng, có thể chạy rất nhanh, trên đất và trong nước, cũng có thể đi trong không, rất là kỳ diệu. Thứ tư, như ý châu báu, còn gọi là thần châu báu, có một thứ thần thông biến hóa, toại tâm như ý. Nghĩ gì thì có nấy, muốn gì thì vật đến đó. Thứ năm, ngọc nữ báu. Lúc nào Luân Vương thích người nữ, thì ngọc nữ bầu bạn với ông ta. Thứ sáu, chủ tạng, thần báu. Bất cứ đến chỗ nào, nghĩ muốn dùng vàng, chỉ cần đào đất lên thì sẽ có vàng. Muốn dùng châu báu gì, đào đất lên thì sẽ có châu báu đó. Toại tâm như ý. Và thứ bảy, chủ binh báu. Ông ta không cần huấn luyện binh, chỉ cần ở trong binh báu kêu một tiếng, muốn bao nhiêu binh thì có bấy nhiêu binh. Ngoài 7 thứ báu này, Luân Vương còn có 1000 người con, mỗi người con đều dũng mãnh, thiện chiến, rất là giỏi. Ông vua nhỏ, tức là vua nước nhỏ, thuộc hạ của Luân Vương. Hoặc vì Sát Đế Lợi, dòng dõi vua chúa, và bà La Môn, dòng dõi quý tộc của Ấn Độ, tu hạnh thanh tịnh của bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, cho đến hoặc ở trong đạo tràng, chúng hội trời rồng 8 bộ chúng, quỷ thần, người, chẳng phải người. Ngài thành Phật rồi, ở trong đủ thứ chúng hội như vậy thuyết pháp, dùng âm thanh viên mãn của Phật thuyết pháp, giống như tiếng sấm chấn động trong hư không,
tùy sự ưa thích của chúng sinh. Chưa trồng căn lành thì khiến cho họ trồng căn lành, đã trồng căn lành thì khiến cho họ tăng trưởng, đã thành thục thì khiến cho họ được giải thoát, cho đến sự việc trong một đời cuối cùng vào niết bàn, đắc được bốn đức niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Phật tu tất cả khổ hạnh khó làm, thuyết pháp tất cả đạo tràng, con đều học theo những hạnh môn tu hành đó. Như Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na ngày nay, thanh tịnh pháp thân Phật đầy khắp tất cả mọi nơi, đủ thứ hạnh môn như đã nói ở trên, đủ thứ chúng hội đạo tràng. Như vậy, tịnh pháp giới, hư không giới, tất cả Như Lai trồng hết thảy hạt bụi trong mười phương ba đời tất cả cõi Phật, con cũng đều tùy hỷ học theo. Ở trong niệm niệm, con đều học theo những hạnh môn đó của chư Phật. Như vậy, dù cõi hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh chẳng còn nữa, nhưng sự học theo của con đây không khi nào hết được, niệm niệm liên tục, không gián đoạn, thân lời ý nghiệp, vĩnh viễn, không khi nào mệt mỏi, nhàm chán. Con theo tất cả Như Lai học, tu tập viên mãn hạnh phổ hiền, cúng dường quá khứ các Như Lai cùng với hiện tại mười phương Phật. Con nguyện vĩnh viễn theo Phật học tập tất cả các Phật đạo, tu hành học tập viên mãn hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, cúng dường tất cả chư Phật quá khứ cùng với hiện tại tất cả chư Phật mười phương. Vị Lai tất cả thầy trời người, tất cả ý muốn đều viên mãn, con nguyện theo khắp Phật ba đời, sớm được thành tựu Đại Bồ Đề. Con cũng cúng dường tất cả chư Phật vị Lai, nguyện cho tất cả ý muốn, hy vọng, những việc hoan hỷ trong tâm đều thành tựu viên mãn. Con nguyện theo khắp chư Phật ba đời, học tập Phật Pháp, sớm được thành tựu Đại Bồ Đề. Hết thảy mười phương tất cả cõi, rộng lớn thanh tịnh diệu trang nghiêm, chúng hội vây quanh các Như Lai, thảy đều ở dưới cội Bồ Đề. Hết thảy mười phương tất cả cõi Phật, bao quát pháp giới, mười phương pháp giới rộng lớn thanh tịnh, không có tơ hào nhiễm ô, dùng sự vi diệu không thể nghĩ bàn để trang nghiêm tất cả chúng hội trong pháp giới, hoặc là Bồ Tát Hải Hội, Thanh Văn Duyên Giác Hải Hội, tỳ kheo ni hải hội, ưu bà tắc, ưu bà di hải hội, hoặc là thiên long bát bộ hải hội, đều vây quanh tất cả chư Phật, đều ở dưới cội Bồ Đề. Mười phương cõi nước chư Phật đều có hội Bồ Đề, mỗi vị Phật đều ở dưới cội Bồ Đề thành đạo. Mười phương hết thảy các chúng sinh nguyện lìa khổ não thường an lạc, đắc được lợi chánh pháp thâm sâu, diệt trừ phiền não hết không còn. Hết thảy các chúng sinh trong mười phương thế giới, tôi đều hồi hướng đến họ, nguyện cho họ đều liều sầu bi khổ não, thường thường được an lạc, đắc được lợi ích chánh pháp thâm sâu, diệt trừ hết thảy tất cả phiền não không còn sót thừa. Nói thì dễ, làm được mới khó, muốn đoạn phiền não lại đoạn chẳng được. Phiền não với bạn chẳng biết nhân duyên thân mật đã bao nhiêu kiếp rồi, muốn lìa nó cũng lìa không được. Tại sao vậy? Vì bạn chẳng có trí huệ, chỉ có ngu si. Nếu có trí huệ thì sẽ chiếu phá được phiền não. Nghe kinh nghe pháp tức là học tập trí huệ vốn có của chúng ta. Tuy nói là học tập trí huệ, nhưng trí huệ chẳng phải do học tập mà được, mà là chúng ta vốn có. Chúng ta vốn có trí huệ, bất quá chúng ta bỏ quên nó mà thôi. Thời gian lâu,
rồi không có dùng tới trí huệ bát nhã thâm sâu, bèn quên mất, hiện tại, nghe kinh nghe pháp, bèn nghĩ tưởng tới trí huệ bốn có. Trí huệ sinh khởi, thì ngu si phiền não sẽ không còn, phiền não vô minh trụ ở chỗ đen tối. Một khi có ánh sáng, thì nó bỏ chạy mất. Ánh sáng tức là trí huệ, đen tối tức là vô minh. Chẳng có vô minh thì chẳng có phiền não, sẽ ra sinh ra trí huệ chân chánh. Con vì bồ đề tu khổ hạnh, trong tất cả cõi thành, túc mạng, thường được xuất gia tụ tịnh giới. Không dơ, không phạm, không lũng lậu. Bạn muốn có trí huệ thì phải tu hành, chẳng tu hành thì chẳng có trí huệ. Bạn hãy nhìn xem những người thông minh, họ đều đã từng tu đạo, hoặc đời trước đã từng xem nhiều kinh điển, nên đời này họ thông minh, hoặc đời trước họ đã từng tu nhiều khổ hạnh, nên đời này họ thông minh. Tu Bồ Đề có đủ thứ pháp tu, hoặc tham thiền, đã tọa hoặc bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã vân vân, đủ thứ pháp khác nhau. Tôi nghĩ tới một câu chuyện, một vạn năm trước kia, có một vị tu hành tu đạo ngồi thiền. Lúc ban đầu ngồi thiền, thì chân rất là đau, chẳng chịu được. Ông ta bèn đấu tranh với cái chân đau, ông ta nói: "Ta chẳng muốn đau, còn ngươi thì muốn đau." Ông ta bèn đàm phán với cái chân nói: "Tôi chịu chẳng nổi nữa rồi." Ông ta nói: "Ngươi chịu không nổi là chuyện của ngươi, ta không màng." Ban đầu chịu đựng được khoảng nửa tiếng, thì muốn duỗi chân ra. Về sau, ngồi được khoảng một tiếng, hai tiếng, cuối cùng thì ngồi được mấy ngày liền. Một khi ngồi thì ngồi tới mấy ngày, hoặc mấy tháng, thậm chí mấy năm đều được. Ông ta đánh bại cái chân đau, ông ta ngồi lâu rồi thì chẳng muốn đứng lên. Một khi ngồi thì ngồi mười mấy năm, đổi chân lại rồi ngồi tiếp. Về sau, ông ta muốn đợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời để trợ giúp Phật hoằng dương Phật Pháp, nhưng vì ông ta hoan hỷ nhập định, nên ngồi nhập định rồi ngủ quên luôn. Nhập định tới mấy ngàn năm, ngủ quên đến nỗi y báo đều rách nát hết, trên mặt đầy bụi bặm, trên đầu thì có tổ chim làm tổ. Tuy ông ta là người, nhưng giống như tượng bùn. Vào đời nhà Đường, ngài Huyền Trang thì Ấn Độ thỉnh kinh. Trên đường đi thì gặp vị tu hành này, ngài Huyền Trang bèn đánh thức ngài tỉnh dậy. Vị tu hành bèn hỏi: "Ngài làm gì ở đây?" Ngài Huyền Trang hỏi lại: "Còn ngài làm gì ở đây?" Ngài nói: "Tôi đợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời để trợ giúp ngài hoằng dương Phật Pháp." Ngài Huyền Trang nói: "Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vào Niết Bàn cách đây hơn 1000 năm rồi, ngài còn ngồi ở đây mà không biết à?" Ngài nói: "Không quan hệ gì, vậy thì tôi ngồi tiếp, đợi Đức Phật Di Lạc ra đời, trợ giúp Phật Di Lạc giáo hóa chúng sinh." Do đó ngài chuẩn bị muốn nhập định tiếp, vì ngài nhập định đã quen rồi, cho nên muốn tiếp tục nhập định. Ngài Huyền Trang nói: "Lão đồng tu, ngài đừng nhập định nữa, hiện tại tuy Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn, nhưng Phật Pháp còn đang ở thế gian, ngài đến trợ giúp tôi hoằng dương Phật Pháp được chăng?" Ngài nói: "Tôi trợ giúp ngài như thế nào, hơn nữa ngài là ai?" Ngài Huyền Trang nói: "Tôi là người nhà Đường, pháp danh Huyền Trang, bây giờ tôi đang trên đường tới Ấn Độ thỉnh kinh, tôi thỉnh kinh rồi trở về, nhất định phải có người trợ giúp tôi hoằng dương Phật Pháp." Ngài ngồi ở đây đợi bao nhiêu năm nữa, đâu có làm được việc gì, thật là đáng tiếc quá. Ngài hãy đến trợ giúp tôi hoằng dương Phật Pháp. Ngài nói: "Tôi có thể trợ giúp ngài được chăng?" Ngài Huyền Trang đáp: "Được chứ, nhưng ngài phải thay đổi thân thể giống như dọn nhà. Ngài hãy dọn nhà đến Trường An, ngài xem mái nhà nào ngói màu vàng lưu ly thì ngài tái sanh vào đó. Đợi tôi trở về, tôi sẽ đi tìm ngài." Ngài nói: "Vậy tốt, tôi tìm ngài, tôi nguyện trợ giúp ngài hoằng dương Phật Pháp."
Do đó Ngài tái sinh vào Trường An. Ngài Huyền Trang vốn muốn Ngài tái sinh vào nhà có mái ngói màu vàng lưu ly, nhưng Ngài nhớ lộn, nhớ là ngói màu xanh lưu ly, nên Ngài đã tái sinh vào làm con trai nhà thừa tướng. Khi Ngài Huyền Trang khởi hành lên đường ở tại Trường An, thì vua Đường Thái Tông hỏi: Khi Khanh trở về thì hãy báo tin, ta sẽ ra nghênh đón Khanh. Ngài Huyền Trang nói: Hòa thượng, thấy nhánh cây tùng này đang nghiêng về hướng Tây, đợi khi nào nhánh cây tùng này nghiêng về hướng Đông, thì lúc đó tôi sẽ trở về. Đó là nhánh cây tùng ở ngài cửa hoàng cung, trải qua 14 năm, một ngày nọ nhánh cây tùng quả nhiên nghiêng về hướng Đông. Vua Đường Thái Tông nói: Hôm nay đại khái ngài Huyền Trang trở về, chúng ta hãy chuẩn bị ra ngoài thành nghênh đón ngài. Cho nên mọi người đi ra ngoài thành nghênh đón, thì quả nhiên ngài Huyền Trang trở về. Khi ngài Huyền Trang thỉnh kinh trở về, vừa nhìn thấy vua Đường Thái Tông thì rất hoan hỷ vui vẻ chúc mừng vua Đường Thái Tông. Vua Đường Thái Tông không rõ ngài chúc mừng gì, bèn hỏi: Đáo để thì ngài có gì chúc mừng? Ngài Huyền Trang nói: Năm mà tôi lên đường chắc chắn ngài đã sinh ra thái tử. Vua Đường Thái Tông nói: Không có. Ngài Huyền Trang nói: Kỳ lạ quá, rõ ràng tôi kêu một ông người đến đây làm con của ngài mà, để tối nay tôi quán xét xem sao. Vua Đường Thái Tông cũng chẳng biết trong bụng ngài Huyền Trang có chuyện gì vui. Tối đó ngài Huyền Trang bèn ngồi thiền quán xét, thì mới biết vị lão tu hành thác sanh vào trong nhà thừa tướng đã được 14 tuổi, người cao lớn nhưng chẳng giữ quy củ, lại ăn thịt, lại uống rượu, lại chơi với con gái, chẳng có gì mà chẳng làm. Vì nhà thừa tướng có quyền có thế lại giàu có, cho nên anh ta tha hồ ăn chơi, chẳng có ai dám ngăn cản. Ngài Huyền Trang nhìn thấy anh ta đi sai đường. Sáng ngày sau, bèn nói với vua Đường Thái Tông rằng: Hôm qua tôi có chúc mừng ngài, nguyên lai người này đi sai đường, tôi vốn kêu ông ta đến đầu thai vào hoàng cung làm thái tử, nhưng ông ta lại tái sanh vào nhà thừa tướng, cho nên bây giờ ngài hãy hạ thánh chỉ, kêu anh ta đi xuất gia. Trước kia, tôi với anh ta có giao ước, anh ta sẽ trợ giúp tôi hoằng dương Phật Pháp. Do đó, hoàng đế hạ chỉ muốn con trai của thừa tướng xuất gia. Thừa tướng tiếp được thánh chỉ, bèn kêu con trai đi xuất gia. Anh ta vừa nghe bèn nói: Đâu có lý này, hoàng đế sao lại kêu tôi đi xuất gia? Tôi còn ham vui mà. Thừa tướng nói: Chuyện này không xong rồi, ai mà trái thánh chỉ thì bị chém đầu đó. Anh ta nói: Con đi gặp hoàng đế để nói lý lẽ. Ngày thứ hai, thừa tướng nói với hoàng đế rằng thằng con nó muốn gặp hoàng thượng. Ngài Huyền Trang sớm đã biết nó không muốn xuất gia, bèn nói với hoàng đế rằng ngày mai đứa con của thừa tướng sẽ đưa ra những điều kiện với ngài, bất cứ điều kiện gì ngài đều phải đáp ứng hết. Vua Đường Thái Tông nói: Được. Qua ngày sau, đứa con của thừa tướng đến gặp hoàng đế. Hoàng đế nói: Hiện tại ta rất tin Phật Pháp, biết được Phật Pháp thật là tuyệt vời, ta hy vọng ngươi đi xuất gia để hoằng dương Phật Pháp. Anh ta nói: Muốn tôi xuất gia cũng được thôi, nhưng tôi có 3 điều kiện buông bỏ chẳng được, nếu ngài đáp ứng được thì tôi sẽ đi xuất gia. Vua Đường Thái Tông hỏi: Điều kiện gì? Anh ta nói: Tôi thích nhất là uống rượu. Tuy là người xuất gia không được uống rượu, nhưng tôi phụng chỉ xuất gia, tôi là ngoại lệ. Bất cứ tôi đến chỗ nào, tùy tùng đều mang một xe rượu đi theo. Vua Đường Thái Tông nói: Ta đáp ứng nhà ngươi. Điều kiện thứ hai là gì? Anh ta nói: Tôi rất thích ăn thịt. Bất cứ đến chỗ nào, tùy tùng đều mang theo một xe thịt. Vua Đường Thái Tông nói: Được. Không có vấn đề gì. Còn điều kiện thứ ba?
anh ta nói, người xuất gia không được có vợ, nhưng tôi phụng chỉ xuất gia, tôi là ngoại lệ, tôi rất thích gái đẹp, bất cứ tôi đến chỗ nào đều có một xe gái đẹp đi theo. Nếu hòa thượng đáp ứng ba điều kiện này, thì tôi miễn cưỡng đi xuất gia. Nếu một trong ba điều kiện không đáp ứng được, thì tôi không xuất gia. Vua Đường Thái Tông nghĩ, đứa con tệ quá, nhưng Ngài Huyền Trang đã phó thác cho mình, do đó bèn nói, tốt lắm, ta hoàn toàn đáp ứng nhà ngươi, bây giờ nhà ngươi xuất gia được rồi đó. Anh ta nghĩ, ba xe yêu cầu này đều được hứa khả, vậy thì đi xuất gia thôi. Vua Đường Thái Tông tuy là mãn nguyện anh ta, nhưng anh ta cũng không vui mừng lắm khi đi xuất gia. Phụng chỉ xuất gia rất là vinh dự, rất là náo nhiệt. Vua hạ lệnh, anh ta đến Đại Hưng Tự xuất gia. Đại Hưng Tự là trường dịch kinh của Đường Huyền Trang, từ Sơn Môn mà đến phòng của vị phương trưởng khoảng 100 dặm, có hơn 10 vạn người ở trong đó. Do đó trong chùa cử hành chuông trống, bát nhã để nghinh tiếp anh ta, khi nào có pháp hội thì đánh chuông trống bát nhã, thiện thần bèn đến ủng hộ, cho nên không thể tùy tiện đánh chuông trống bát nhã. Khi anh ta đến trước cửa chùa, nghe được tiếng chuông trống bát nhã, đột nhiên khai ngộ. Ôi, thì ra tôi vốn là một lão tu hành. Do đó, bèn nói với đoàn tùy tùng, chở ba xe phía sau rằng, tôi không cần ba xe này nữa, tôi đã đủ rồi. Do đó anh ta đến Đại Hưng Tự, cạo đầu xuất gia, pháp danh là Huy Cơ Pháp Sư, còn gọi là Tàn Xà Tổ Sư. Huy Cơ Pháp Sư rất là thông minh, bất cứ kinh điển gì, một khi đã nghe qua tai liền nhớ, lọt qua mắt rồi, không quên. Đây là nhân duyên Ngài tu đạo. Về sau, Huy Cơ Pháp Sư góp công lớn Hoằng Dương Phật Pháp vào thời đại nhà Đường. Tam Sa, tổ sư trước kia chẳng nhớ mình đã tu hành bao nhiêu năm, nhưng đời này vẫn còn mê, khi xuất gia còn muốn một xe rượu, một xe thịt, một xe gái đẹp. Đợi khi nghe được tiếng chuông trống bát nhã, mới tỉnh ngộ, chính Ngài đã từng là người tu đạo, do đó Ngài trợ giúp Ngài Huyền Trang, Hoằng Dương Phật Pháp. Ngài nghiên cứu về duy thức học, đương thời có một vị cao tăng là Đạo Tuyên Luật Sư, Ngài chuyên tu về giới luật, đi đứng nằm ngồi, bốn oai nghi lớn đều không cẩu thả. Khi đi thì nhẹ nhàng như gió thoảng, do đó có câu, đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chung, nằm như cung. Ngài tu hành rất tốt, miệng không tùy tiện nói chuyện, mắt không nhìn những thứ không tốt, do đó có câu, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật động, phi lễ vật ngôn. Nghĩa là những gì không tốt thì không nhìn, những gì không hay thì không nghe, những gì không tốt thì không làm, những gì không tốt thì không nói. Vì Ngài trì giới rất tinh nghiêm nên cảm ứng người trời đến cúng dường Ngài, Ngài cũng ngày ăn một bữa, mỗi ngày đều có người trời đem cơm tới cúng dường Ngài. Huy Cơ Pháp Sư, Ngài đã thưởng thức hết thảy những thức ăn ở nhân gian, trước khi chưa xuất gia, loại thịt gì cũng đều đã thưởng thức qua, xuất gia rồi thức ăn chay, gì ngon cũng đã thưởng thức qua. Lúc đó, Ngài lại sinh ra tâm tham, nói, tôi chưa từng ăn thức ăn của người trời. Đạo Tuyên Luật Sư có người trời cúng dường thức ăn, mình đi đến chỗ Ngài Đạo Tuyên Luật Sư để thưởng thức cho biết, vì Ngài là phụng chỉ xuất gia, cũng là quốc sư, muốn làm gì thì làm, do đó bèn đến chỗ Ngài Đạo Tuyên Luật Sư, nói với Ngài Đạo Tuyên Luật Sư rằng, hết thảy những thực vật trên thế gian tôi đều đã thưởng thức, nhưng thức ăn trên trời thì chưa thưởng thức, Ngài đừng quá tham. Hôm nay, người trời mang thức ăn lên, cũng nên chia cho tôi một phần. Đạo Tuyên Luật Sư nói, tốt. Do đó, sang ngày,
sau hai người đợi người trời mang thức ăn đến cúng dường, nhưng quá giờ ngọ vẫn không thấy người trời mang thức ăn đến. Không những chẳng ăn được thức ăn của người trời, mà thức ăn ở nhân gian cũng không có luôn. Vì đạo tuyền luật sư chẳng có gì hết, không có nhà bếp, không có rau cải gì hết. Ở trên núi Trung Nam chỉ có thể ăn cỏ hoặc là lá cây, rễ cây. Lúc đó ngài Huy Cơ có chút không vui nói rằng, đại khái, ngài gạt người, vốn chẳng có người trời nào mang thức ăn đến cúng, sao đợi hoài không thấy. Đạo tuyền luật sư nói, ngài nói tôi gạt người thì gạt người, tôi cũng chẳng biện luận với ngài, vì ngài trì giới, không muốn nhiều lời. Lúc đó, trời đã tối, từ núi Trung Nam đi xuống núi cũng 70 dặm đường, trời tối khó đi, nên ngài Khuy Cơ ở lại tá túc một đêm. Khuy Cơ pháp sư tối ngủ sớm, ngủ ngáy như sấm. Đạo tuyên luật sư trong tâm bèn khởi vọng tưởng, quốc sư gì mà một chút tu hành cũng chẳng có, ngủ còn ngáy như sấm, thật là mất oai nghi quá. Đúng lúc khởi vọng thì trên thân có con rợn, vì người xuất gia nhiều ngày không tắm rửa nên thân thở thân thể dơ giấy, bèn sinh rợn. Đạo tuyên luật sư bắt con rợn bỏ xuống dưới đất, một lúc sau thì có một con rợn nửa cắn, ngài lại bắt nó bỏ xuống dưới đất. Ngài Khuy Cơ ngủ suốt đêm ngáy như sấm, còn ngài đạo tuyên luật sư thì ngồi thiền suốt đêm cũng không thể nhập định được, nên cứ khởi vọng tưởng. Sáng ngày sau, đạo tuyên luật sư nhịn chẳng được nói, ngài ngủ ly bì chẳng giữ oai nghi gì hết, còn ngáy như sấm, làm cho tôi đêm qua không nhập định được. Ngài Khuy Cơ nói, ngài nói tôi không tu hành à? Ngài mới không tu hành. Đạo tuyên luật sư nói, sao ngài biết tôi không tu hành? Ngài Khuy Cơ nói rằng, ngài là lão tu hành trì giới, tối qua chẳng phải ngài bắt bỏ xuống đất hai con rợn chăng? Ngài làm con cho một con chết, còn một con bị gãy hết một chân, nên chúng xuống chỗ vua Diêm Vương nói ngài giết chúng. Tôi đến đó giảng hòa cho ngài, nói ngài chỉ là vô tâm, kêu chúng đừng có báo thù. Vua Diêm Vương gọi hai con rợn đó đi đầu thai rồi. Đạo tuyên luật sư nghĩ, ta bắt hai con rợn này xuống nhẹ nhàng, sao ngài Khuy Cơ này biết được chứ? Thật là kỳ lạ. Ngài Khuy Cơ nói, tôi đi đây, ở đây vốn không có thức ăn của người trời dân cúng, ngài gạt người. Khi tới giờ ngọ thì người trời mang thức ăn đến cúng dường. Đạo tuyên luật sư bèn hỏi, sao hôm qua người không mang thức ăn lên? Hôm qua ta có khách quý đến đây mà đợi hoài không thấy người mang thức ăn lên. Người trời đó nói, pháp sư từ bi tha thứ cho tôi, hôm qua tôi có mang thức ăn lên cúng dường cho ngài, nhưng nhìn thấy chung quanh 40 dặm có kim quang màu vàng ròng, tôi muốn đi lên nhưng con mắt chẳng mở được, chỉ thấy toàn màu vàng ròng. Do đó tôi bèn hỏi thần thổ địa, thì ông ta nói, chỗ này có nhục thân Bồ Tát, cho nên chu vi khoảng 40 dặm đều có kim quang, cho nên tôi không thể đến được, xin hãy tha thứ cho tôi. Đạo tuyên luật sư nghe rồi, rất là hổ thẹn nói, nguyên lai, Khuy Cơ pháp sư là nhục thân Bồ Tát, mà ta còn nói ngài chẳng có tu hành, ngủ ngáy như sấm. Nguyên lai, cảnh giới của ngài cao hơn ta một bậc, do đó đạo tuyên luật sư lại nỗ lực dụng công tu hành. Còn ngài Khuy Cơ cũng không còn nghĩ tới muốn thưởng thức thức ăn của người trời nữa. Hai người đều trở thành bậc cao tăng của thời ấy. Tôi vì muốn cầu Bồ Đề giác đạo, nên lúc tu đạo, bất cứ ở trong một trong bốn đường ác, Atula, xuất sinh, ngạ quỷ, địa ngục, đều thành tựu, túc mạng thông. Chúng ta đừng cho rằng xuất gia là việc dễ dàng, do đó có câu, đừng cho xuất gia là việc dễ, đều nhờ nhiều kiếp gieo Bồ Đề. Bạn đừng cho rằng tùy tiện thì có thể xuất gia được. Có người ở tại Bảo Hoa Sơn Thọ Ký Tỳ Kheo, lúc qua sơn động,
thì qua chẳng được, hoặc là do có tội chướng nên chết ở nơi đó. Có rất nhiều người thọ giới gia di thì được, nhưng thọ giới tỳ kheo rồi thì bị thường kinh. Đây là vì không có đức hạnh. Chúng ta nên học 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Nên phát nguyện thường xuất gia, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà bà cõi, ra khỏi nhà vô minh. Thế nào gọi là ra khỏi nhà phiền não? Ai ai cũng đều có phiền não, nhưng chưa hề buông bỏ được phiền não. Nếu buông bỏ được phiền não, tức là ra khỏi nhà phiền não. Ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tuy bạn đang ở trong cõi dục mà không có tâm dâm dục, tuy bạn chưa đến được cõi sắc, nhưng đối với hình sắc cũng không, cho đến cõi vô sắc cũng không, cho nên gọi là ra khỏi nhà ba cõi, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà vô minh. Vô minh là gốc rễ của phiền não. Khi phá được vô minh thì Bồ Đề giác đạo sẽ viên mãn. Ở Trung Quốc, không nhất định ai xuất gia cũng tu hành được. Ở Trung Quốc có phong khí này, trẻ con khi xuất gia có đứa có rất nhiều bệnh tật. Cha mẹ mời bác sĩ chữa bệnh cũng không hết, thấy tình hình đứa nhỏ chắc phải chết. Cha mẹ bèn đem đứa bé vào chùa cho nó xuất gia làm sa di. Đứa bé khi xuất gia rồi thì bệnh cũng hết. Những hạng người này xuất gia cố nhiên có căn lành, nhưng chỉ e rằng nó mê muội mà không biết tu hành. Có người vì vấn đề hoàn cảnh cuộc sống mà xuất gia, có người gia đình quá nghèo, nghĩ rằng xuất gia thì dễ có cơm ăn, dễ có áo mặc. Sự xuất gia này là vì nghĩ tới cơm áo. Có người tuổi già không chỗ nương tựa mà phải phát tâm xuất gia làm hòa thượng. Sau đó thu nhặt những chú sa di nhỏ tuổi, có người hiếu thuận với sư phụ, bất cứ ăn gì trước hết phải cúng dường sư phụ. Đối với sư phụ chẳng cung kính, trước khi chưa xuất gia chỉ là một ông già không có người thân, xuất gia rồi thì có đệ tử chăm sóc. Cho nên hạng người xuất gia này là vì dưỡng già, hạng người này cũng không nhất định sẽ tu hành được. Có người vì hoàn cảnh bất bách, như Khuy Cơ Pháp Sư, nhưng ngài tu hành được. Xưa kia ở Trung Quốc, bất cứ người nào giết người, đốt nhà, khi xuất gia rồi thì chính phủ tìm chẳng được. Hạng người này vì chạy trốn mà xuất gia, cũng không nhất định sẽ tu hành được. Còn có một hạng người nữa, vì sinh tử phát Bồ Đề Tâm mà xuất gia, hạng người này mới chân chánh tu hành. Thường được xuất gia tu trì giới luật thanh tịnh, khiến cho giới luật thanh tịnh như châu báu, vĩnh viễn không hủy phạm. Ha ha ha,